Vâng. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy, các cô, các anh, các chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp. Tôi có một cái nội dung trình bày là chẩn đoán sớm cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì nội dung gồm mấy cái phần, đấy là gánh nặng bệnh tật, rào cản, công cụ sàng lọc và làm thế nào để tăng cường chẩn đoán COPD một cách sớm hơn. Thế đây là cái định nghĩa của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng biết từ lâu rồi, nói đi nói lại với nhau nhiều lần rồi. Nhưng bao giờ cũng thế, gồm có cái tiền sử tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, các cái triệu chứng lâm sàng và sau đó là cái tắc nghẽn đường thở mà không hồi phục. Về gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có thể nhìn thấy đây có rất nhiều những cái số 3, đúng không ạ? Chúng ta có khoảng 300 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên toàn thế giới, với khoảng 3 triệu ca tử vong mỗi năm do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, với khoảng 30% được dự đoán là tăng số tử vong trong 10 năm tới, và ước tính đến năm khoảng 2030 thì cái số tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đứng khoảng hàng thứ 3. Bây giờ thì 2020 rồi. Về tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại khu vực châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta bắt đầu ở cái hình này. Chúng ta thấy chúng ta có khoảng 6,2% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với 19,1% bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở mức độ nặng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có khoảng hơn 80% số các trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở mức độ nhẹ và trung bình. Thì chính những cái COPD ở mức độ nhẹ và trung bình đó là những cái trường hợp mà có nguy cơ bỏ sót hoặc là chẩn đoán không kịp thời. Do cái việc là những cái trường hợp nhẹ và những cái trường hợp trung bình đó thì thường bệnh nhân ít triệu chứng. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gây ra 42% hạn chế hoạt động hoặc là làm việc, với 23% nghỉ làm. Và trong 12 tháng trước thì 46% có đợt kịch phát, với 19% các cái trường hợp phải nhập viện. Mà mỗi cái đợt mà bệnh nhân có cái đợt cấp phải nhập viện thì thực sự là cái thách thức cả mặt kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Về đánh giá chức năng hô hấp thì 37%. Có một thực trạng là kê toa cái corticoid đường uống vẫn là rất phổ biến. Chúng ta biết là mục tiêu điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đấy là kiểm soát triệu chứng, đấy là giảm tần suất đợt cấp và giảm các cái tác dụng phụ của thuốc. Nhưng trên thực tế thì cái kê toa OCS thì vẫn còn rất phổ biến, và sử dụng thuốc dạng hít hiện tại bây giờ là cái cơ bản trong khuyến cáo điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mới chỉ ở mức 25%. Và tiêu tốn về kinh tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương thì khoảng 3,8 tỷ trong năm 2016, và ước tính thì năm 2023 là 6,5 tỷ đô la. Như vậy cái chi phí nó rất là lớn. Còn ở Việt Nam thì số liệu cũng gần tương tự. Chúng ta có khoảng 4,2% các trường hợp mà dân số từ 40 tuổi trở lên là có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, với cái tỷ lệ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở mức độ nặng và rất nặng là 19,5%. Như vậy chúng ta cũng thấy là khoảng hơn 80% số các trường hợp sẽ ở mức độ nhẹ và trung bình. Đây là cái chỗ mà có thể bỏ sót chẩn đoán. Bên cạnh đó thì cái thực trạng chẩn đoán COPD ở Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ vẫn còn là cái câu chuyện mà chúng ta nói với nhau một cách lâu dài, bởi vì cái hệ thống y tế của Việt Nam đang phân thành tuyến trung ương. Ở tuyến trung ương thì nhìn chung các chuyên gia tập trung hết ở cái chỗ này. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chẩn đoán điều trị một cách khá chuyên biệt. Nhưng xuống đến tuyến tỉnh thì tỉnh nào có một số tỉnh thì có khoa hô hấp, nhưng nhiều tỉnh vẫn là khoa nội trung. Và nhưng đến tuyến huyện một cái thì tất cả được tổ chức ở khoa nội trung. Và chính vì vậy nên ở những cái khoa nội tổng hợp đó thì bác sĩ sẽ có cái hiểu biết về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chắc chắn sẽ không được như ở các cái tuyến chuyên khoa. Và đấy cũng là cái thách thức trong cái công tác chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên đối lập với cái kiến thức không hoàn toàn chuyên khoa hao hóa như vậy thì chúng ta thấy cái thực trạng về yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rất trầm trọng. Cái ô nhiễm không khí chắc chắn tiếp tục gia tăng. Ở Ninh Bình thì còn đỡ, Hà Nội thì cứ ngày nào nắng một chút là thể nào cái chất lượng không khí cũng ở mức đỏ, đúng không? Dân số thì già đi, thực trạng sử dụng các cái chất đốt sinh khói thì không giảm, và tình trạng hút thuốc lá thì vẫn thực sự là nghiêm trọng ở Việt Nam cũng như là trên toàn cầu. Về chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dưới mức thì thực sự bây giờ là tình trạng báo động, nó không chỉ báo động ở Việt Nam và báo động trên toàn thế giới. Trên thế giới thì 70% bệnh nhân COPD có thể bị chẩn đoán dưới mức, và hầu hết những cái này đều nằm ở những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhẹ và trung bình. Tại Trung Quốc là 65%, trong nghiên cứu Nippon chỉ 9,4% trường hợp hạn chế đường thở là được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Những cái số liệu rất là nghiêm trọng. Thế còn tại Hàn Quốc thì COPD mức độ nhẹ và trung bình chỉ 2,4% được chẩn đoán bởi bác sĩ và 2,1% bệnh nhân được điều trị. Và hậu quả, cái này thì ngay cả ở Việt Nam chúng ta cũng thấy,
cứ khi nào bệnh nhân được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hầu hết FEV1 đã ở mức đâu đó 50 hoặc thậm chí thấp hơn 50%. Và tình trạng sức khỏe thì đã suy giảm nhiều, tình trạng viêm hệ thống đáng kể dẫn đến tới mà thường xuyên có những cái bệnh đồng mắc. Và chi phí điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do cái việc mà chẩn đoán muộn thì cũng sẽ gia tăng. Chúng ta có những cái rào cản nào cho chẩn đoán sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? Chúng ta khó khăn để xác lập biểu đồ tiến triển bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta đang cố gắng để xây dựng một cái bệnh án điện tử. Tuy nhiên đến thời điểm này, bệnh án điện tử cũng chỉ đâu đó xuất hiện ở một vài bệnh viện. Thế còn các bệnh nhân thì mỗi bệnh nhân có một cái quyển sổ khám bệnh, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng giữ. Và cứ lần khám trước và lần khám này là hai lần khám gần như độc lập, bác sĩ không tham khảo được các cái diễn biến lâm sàng của những lần trước. Không có các cái chỉ số xét nghiệm hay lâm sàng được chấp nhận để đánh giá mức độ hoạt động của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cũng đã có những cái lâm sàng dự đoán, tuy nhiên lại chỉ nằm ở những cái nhóm bệnh nhân có kiểu hình ho và khạc đờm. Như vậy còn rất nhiều những cái nhóm kiểu hình khác mà chúng ta có thể sẽ bỏ sót chẩn đoán. Thực trạng thiếu máy đo chức năng thông khí phổi ở hầu hết các bệnh viện huyện đều không có máy đo chức năng thông khí phổi. Bên cạnh đó, một số bệnh viện có máy đo chức năng thông khí phổi nhưng thực hành đo chức năng thông khí cũng chưa chắc đã tốt. Mà ngay cả thực hành đo tốt rồi thì ngay cả bác sĩ sử dụng các cái kết quả đo chức năng thông khí phổi đó có thực sự tốt hay không, đấy cũng vẫn là những cái mà chúng ta còn phải quan tâm. Thiếu sự quan tâm của cộng đồng, rồi thì của các cấp chính quyền liên quan đến lối sống hoặc là hút thuốc lá. Một số những cái rào cản chẩn đoán từ phía người bệnh, đấy là nhận thức về bệnh thấp. Tại Trung Quốc thì 96,4% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chưa nghe về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhiều bệnh nhân COPD không đi khám dù họ có triệu chứng COPD. Và bên cạnh đó thì ngay cả khi đi khám thì cũng có rất nhiều bệnh nhân coi rằng những cái triệu chứng mãn tính của mình đó là triệu chứng do tuổi hoặc do cái quá trình hút thuốc mình có những cái triệu chứng ho khạc đờm gì đấy thôi, chứ họ không nghĩ rằng cái triệu chứng đó thực sự đã là những cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bên cạnh đó còn có tâm lý lo sợ chẩn đoán bệnh. Các công cụ hiện có thì đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái số các cái trường hợp mắc là rất lớn, tỷ lệ mắc các cái bệnh hô hấp ở các cái phòng khám đa khoa cũng rất lớn. Tuy nhiên thì đến bây giờ cái việc áp dụng, chúng ta đã thấy rõ là máy đo chức năng hô hấp thì không có một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, kiến thức về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng không phải là bệnh viện nào các bác sĩ ở tất cả các bệnh viện đều có một cách đầy đủ. Thế thì đây là một số những cái công cụ sàng lọc. Chúng ta có cái công cụ sàng lọc SUPD, cái bộ câu hỏi PUMA dựa trên 7 cái dấu hiệu: giới, tuổi, tiền sử hút thuốc, các cái triệu chứng lâm sàng và đã từng đo hô hấp ký chưa, và điểm tối đa là 9. Thì ở những cái trường hợp điểm cắt từ 5 trở lên thì khuyến cáo là đo chức năng thông khí phổi để phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và tìm hiểu về cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái thang điểm PUMA so với cái đo chức năng thông khí phổi thì chúng ta thấy độ nhạy là 74,2%, độ đặc hiệu là 64,8%, thì đấy cũng là cái bộ câu hỏi rất là tốt. Ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có áp dụng cái bộ câu hỏi với 5 cái dấu hiệu. Thì kết quả cũng cho thấy là điểm cắt là từ 3 trở lên, độ nhạy là 68,12% và độ đặc hiệu là 80,66%. Thì đây là cái bộ câu hỏi chúng tôi đánh giá là giúp rất là hữu ích trong chẩn đoán xác định, giúp hỗ trợ phát hiện các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bên cạnh đó, chúng ta còn nhiều các cái bộ câu hỏi khác nữa. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra nên chúng ta có nên sàng lọc SUPD cho tất cả những người hút thuốc hay không? Thì nhiều nghiên cứu đưa ra là không nhất thiết tất cả những người hút thuốc cần phải sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng những người hút thuốc kéo dài, những người hút thuốc với cái số lượng lớn thì nên sàng lọc. Và sàng lọc tích cực thì phát hiện nhiều người hút thuốc lá mắc SUPD đã không được phát hiện sớm. Ở đây là 27% người hút thuốc lá tuổi từ 40 đến 55 có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với 27%, và 85% trong số đó là COPD mức độ nhẹ. Nếu chúng ta không sàng lọc cái chỗ này thì chúng ta có thể cũng sẽ bỏ sót các trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và nâng cao nhận thức về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng với những cái bộ câu hỏi như PUMA, bảng câu hỏi sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo GOLD, tức là tất cả những người hút thuốc có nguy cơ thì trong trường hợp mà có triệu chứng lâm sàng thì nên đi khám và được đo chức năng thông khí phổi để phát hiện có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một bộ câu hỏi nữa ở Canada thì cũng có 5 cái dấu hiệu, chủ yếu là các cái triệu chứng mãn tính và tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, thì khuyến cáo là nên đo chức năng thông khí phổi để có cái chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì với các cái tuyến y tế cơ sở thì chúng ta làm gì?
chúng ta nên áp dụng những cái bộ câu hỏi sàng lọc. Ở đây là hình ảnh cái bộ câu hỏi PUMA. Nếu chúng ta sàng lọc mà thấy thực sự các cái bệnh nhân nếu điểm PUMA từ 5 trở lên, hoặc là như cái bộ câu hỏi của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng, thì điểm từ 3 trở lên là chúng ta khuyến cáo người bệnh đo chức năng thần kinh phổi để đánh giá, để xác định có cái chẩn đoán xác định bệnh phổi tăng áp mãn tính để tiến hành cái điều trị. Ý nghĩa của can thiệp sớm thì phát hiện sớm, can thiệp sớm làm chậm tốc độ suy giảm của chức năng thần kinh phổi, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Cai thuốc lá là can thiệp tốt nhất để làm chậm tốc độ suy giảm chức năng thần kinh phổi. Ngừng hút thuốc càng sớm thì chức năng hô hấp càng được bảo tồn tốt hơn. Can thiệp sớm bằng thuốc có thể cải thiện tình trạng sức khỏe, khả năng gắng sức, giảm đợt kịch phát trên tất cả các cái nhóm bệnh nhân có bệnh phổi tăng áp mãn tính, và nhận biết sớm thì cho phép thay đổi lối sống sớm hơn như tập thể dục và phục hồi chức năng thông khí phổi. Về kết luận thì bệnh phổi tăng áp mãn tính là bệnh lý tiến triển chậm, thường không được phát hiện cho đến khi có triệu chứng lâm sàng. Đấy là cái thách thức mà chúng ta dễ bỏ sót chẩn đoán. Triệu chứng mệt, khó thở, ho ở người hút thuốc, ho mạn tính, khạc đờm, khò khè, nhưng nhiều bệnh nhân không đến thăm khám vì những cái triệu chứng hô hấp này. Do vậy cần phải tăng cường nhận thức sớm của mọi người về bệnh phổi tăng áp mãn tính, xây dựng quy trình phát hiện sớm bệnh phổi tăng áp mãn tính ở tuyến y tế cơ sở, và cần có chức năng hô hấp để xác định chẩn đoán và đánh giá mức độ bệnh. Can thiệp sớm thì giúp bảo tồn chức năng hô hấp, góp phần làm giảm cái nguy cơ đợt cấp của bệnh phổi tăng áp mãn tính. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh chị.